nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, Tết là ngày mọi người đều muốn về sum họp bên gia đình, cùng nhau mừng năm mới với không khí thật vui vẻ, hạnh phúc biết chừng nào. Thế nhưng ngày hôm qua, mùng 3 Tết, có một đam Việt, một gia đình phải chịu cảnh mãi mãi chia xa người thân. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho đan sĩ Phêrô Khoa Trần Văn Thướng thuộc đam Việt Thánh Mẫu Châu Sơn vừa mới qua đời lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức mùng 3 Tết. Thầy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Xin cho linh hồn thầy Phêrô Khoa sớm được hưởng tôn nhan Chúa và xin an ủi tăng quyến sớm vượt qua nỗi đau này. Đam Việt Thánh Mẫu Châu Sơn, cáo phó. Trong điểm tin vào Đức Kitô phục sinh, Đam Việt Thánh Mẫu Châu Sơn kính báo. Đan sĩ Phêrô Khoa Trần Văn Thướng, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1975 tại giáo xứ Hỏa Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, khấn dòng ngày 10 tháng 8 năm 2002, đã được Chúa gọi về lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 1 năm 2023. Hưởng dương, 48 tuổi với 21 năm khấn dòng. Nghi thức nhập quan 20 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2023. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 15 giờ thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2023. Tại thánh đường Đam Việt Châu Sơn, Phú Sơn, Nho Quan, Ninh Bình. Sau đó, đan sĩ Phêrô Khoa sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang của Đan Việt Châu Sơn. Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho đan sĩ Phêrô Khoa sớm được hưởng vinh phúc thiên đàng. Thay mặt Đan Minh Hạnh, Lê Văn Hạnh, bề trên Đam Việt. Kính thưa cộng đoàn, bầu khí xuân tràn ngập trên khắp các xóm làng, ai ai cũng sum vầy bên gia đình, chúc nhau những lời chúc bình an, tốt đẹp nhất. Thế nhưng, giữa cái không khí vui tươi hồ hởi ấy, một tiếng chuông sầu đã vang lên. Đan sĩ Phêrô Khoa Trần Văn Thướng đã an nghỉ trong Chúa. Bất ngờ, thương, xót, dù quen hay không quen, thì khi nghe biết tin thầy Phêrô Khoa qua đời, ai cũng nghẹn lòng rơi lệ. Cuộc đời là một chuyến đi đó dài hay ngắn, chúng ta không có quyền quyết định, nhưng tốt hay dở là do ta. Thầy Phêrô Khoa đã chọn con đường tốt nhất cho riêng mình khi nghe lời mời gọi của Chúa sống đời thánh hiến trong đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn. Hơn 21 năm sống trong nhà dòng, mốc thời gian không là quá dài, nhưng cũng đủ để thầy cảm được tình Chúa và tình anh em. Nhưng người thợ đang mải mê dệt tấm áo cuộc đời, thầy bỏ đó theo tiếng gọi để về nhà cha. Cũng giống như các anh em khác, thầy đang trong tâm trạng vui đón Tết bên gia đình. Thế nhưng, thánh ý Chúa lại muốn thầy dừng lại tất cả, lên đường về trình diện tòa Chúa. Sự ra đi đột ngột trong độ tuổi còn trẻ của đan sĩ Phêrô Khoa chắc chắn sẽ để lại cho bạn và tôi những bài học thật ý nghĩa. Dừng một lát và ngẫm một chút về sự đời, ta mới thấy nó mong manh biết dường nào. Vậy nên, khi còn có thể, hãy trao nhau một nụ cười, một ánh mắt cảm thông và một cái bắt tay hòa giải cùng những nghĩa cử nhân ái. Để rồi khi Chúa gọi, chúng ta sẽ an nhiên, nhẹ nhàng, mau mắn về với Ngài sống như thầy Phêrô Khoa. Xin tạ ơn Chúa với thầy và cầu chúc cho thầy sớm được họp hoan bên Chúa muôn đời. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.